Xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác nhé. Và kính thưa các bác của anh em thân mến ạ, như em đã chia sẻ ở video trước, đó là em sẽ test cái chất âm của đôi loa hàng bãi xịn đến thương hiệu của Italia, đôi loa full bass 40 từ leo và tép leo, và bass tép nó đều sử dụng bass tép nhập từ Italia, dòng bass tép Fito. Và em đã test với một bản Pyro đúng không ạ, rất là hay, khúc hát sông quê. Và thưa các bác thân mến ạ, lời của nó rất là sáng, hay, tiếng tép của nó thì rất là mịn luôn. Tiếng bass cũng rất là sâu. Và với cái bài test vừa rồi đấy ạ, là em đang test là chưa có loa sub các bác nhá. Ok, em sẽ cầm máy, em quay lại gần cho các bác xem phần nội thất luôn. Video trước thì em đã quay nội thất rồi, và em test với những cái bản nhạc rất là sôi động. Và em đã chia sẻ là video sau em sẽ test với những bản Pyro, để cho các bác của anh em mọi người có thể tham khảo được cái chất âm, cái độ hay, cái độ chất của đôi loa bass tép Fito này. Các bác xem ạ, một lần nữa hãy xem lại nội thất ạ. Và giá đôi loa vẫn không đổi các bác nhá, 35 triệu đồng trên một đôi. Đây là đôi full 40 với công suất của nó mắc là 500W trên một chiếc các bác nhá. 500W, công suất rất mạnh. Bass Fito từ leo và là dòng khủng nhất với những dòng Fito đấy ạ, của 40 thì đây là của bát khủng nhất các bác nhé. Fito bát 40 nó có nhiều loại lắm, dòng leo bé, leo to, leo nhỡ, leo trung, leo thấp, leo cao, thì quả này là quả khủng nhất của leo bát 40 Fito. Còn tiếp theo đây là quả tép khủng nhất của Fito các bác nhé. Tép này coi 75 ạ, rất khủng. Đó. Ok chưa? Các bác mua đôi loa này, nếu bác nào mà có nhu cầu nhé, thì em sẽ bảo dưỡng miễn phí gân loa cho các bác. Đây, cái gân này là gân vải tầm dầu đúng không ạ? Em thấy nó cũng hơi khô rồi. Nếu bác nào có nhu cầu thì em sẽ bảo dưỡng miễn phí cho các bác ạ. Chất âm quá hay, quá ngọt ngào. Như em đã chia sẻ video trước là em khẳng định là rất ngọt ngào cho nhạc Pyro. Đôi loa này hát karaoke hay này, nghe nhạc vàng hay này, nghe nhạc lon top, remix, nhạc sống đều rất là hay. Và kể cả những dòng nhạc Zumba, nói chung đôi loa này nó thể hiện được cái độ chất riêng của nó. Và nó sẽ thể hiện tốt được cho tất cả những dòng nhạc ở thị trường Việt Nam, đúng không ạ? Ok, cảm ơn toàn thể các bác nhé. Một ca khúc rất là hay, em xin phép là test nửa ca khúc thôi đúng không ạ? Khúc hát sông quê. Các bác cùng anh em có nhu cầu mua sắm đôi loa này, hoặc các thiết bị đồ điện tử âm thanh, hoặc cả bộ, thì hãy điện thoại cho em Luân để em Luân có thể tư vấn. Và em Luân sẽ gửi hàng đến tận nhà cho các bác của anh em. Em giao hàng toàn quốc thôi này các bác. Số máy để các bác gọi điện đó là 0365888988, 0368891555. Địa chỉ cửa hàng em ở khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Nạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Em xin phép gửi lời chào các bác. Hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo ạ.